Đây là những gì chúng tôi đã chuẩn bị cho đêm giao thừa năm ngoái. Chúng tôi đã cùng nhau khai thác và xây dựng những máy bắn pháo hoa để có một đêm giao thừa thật vui vẻ. Năm ngoái, để pháo hoa nổ to và đẹp nhất có thể, chúng tôi đã đặt 43 máy bắn pháo và những chiếc đèn là thiết bị truyền phát. Số lượng pháo hoa bắn ra mỗi giây là một con số cực kỳ đáng sợ. Để pháo hoa nổ rực rỡ, chúng tôi đã thêm kim cương vào mỗi của pháo. Chúng tôi đã cùng nhau khai thác kim cương ngày đêm. Cuối cùng thì cũng đủ số lượng kim cương kịp lúc ngày hôm qua. Sau đó chúng tôi thay đổi số 3 thành số 4. Cuối cùng, xin chúc tất cả các bạn năm mới vui vẻ, mạnh khỏe. Hôm qua, một cơ dĩ bê đã khoét một hố sâu trước nhà tôi. Khi tôi định nấp đầy nó, đột nhiên cô bạn gái hấp của tôi chạy đến như một tên lửa rồi nấp đầy chỗ đó. Thoải mái quá. Kể từ khi yêu tôi biết bạn gái sẽ có những lúc ấm đầu, nhưng không ngờ nó lại nghiêm trọng vậy. Tôi và cô ấy cùng nhau đi khai thác. Tôi đào phía trước cuối cùng cũng thấy kim cương. Khi tôi quay lại để bảo cô ấy lên đào kim cương thì ôi giời ơi. Sao thế? Tuy nhiên những việc kia còn chưa kinh ngạc bằng việc này đâu. Cô ấy nói thích ngắm hoàng hôn, vì vậy chúng tôi đã xây ngôi nhà bên biển. Cuộc sống ngắm cảnh và câu cá mỗi ngày, hưởng thụ những cơn gió biển. Thật đúng là cuộc sống tôi hằng mong ước. Nhưng khi tôi quay sang nhìn cô ấy liên tục làm nhảm rất nhiều thứ tôi không hiểu. Lúc đầu tôi đã không coi trọng nó, vì vậy tôi đã tiếp tục đi đào kim cương. Khi tôi đi khai thác trở về, tôi thấy có điều gì đó không ổn. Chỗ này từng có biển mà. Tôi tưởng mình đã du hành đến 1.000 năm sau. Tôi nghĩ rằng biển trên thế giới đã biến mất. Cho đến khi tôi nhìn thấy cô bạn gái bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế của tôi. Thuận vợ thuận chồng tát biển đông của cạn. Mình giỏi quá. Tôi đã đặt một khối obsidian trên bãi cỏ nhà bạn gái. Cô ấy là người bị chứng rối loạn cưỡng chế. Tôi đảm bảo rằng cô ấy sẽ đào nó lên mà coi. Nhưng điều cô ấy không biết là tôi đã đặt bom dưới bãi cỏ. Chỉ cần cô ấy chạm vào là sẽ nổ tung. Bạn có thấy tôi quá tàn nhẫn với bạn gái không? Đây rồi, cô bạn gái của tôi đã ngủ dậy. Đói quá, đi kiếm cái gì ăn nào. Cái này là cái gì đây? Cô ấy đang đào nó lên này. Đây là con lợn cưng của cô bạn gái đen xì của tôi. Bây giờ tôi sẽ giết nó và biến thành con lợn thay thế nó. Tôi có một bất ngờ cho cô ấy. Tôi đã đặt bom hẹn giờ dưới sàn nhà. Ngay khi cô ấy về nhà, tôi sẽ dẫm lên tấm áp lực này. Sau đó chạy đi với tốc độ ánh sáng. Cô ấy sẽ không bao giờ nghi ngờ một con lợn đã giết chết mình. Đây rồi, hàng về hàng về. Bé lợn của chị đó rồi hả? Tại sao bé không ăn vậy? Bé mà không ăn, chị cho bé lên quầy đấy. Phải nhanh ra bật công tắc và chạy thôi. Bên ngoài nguy hiểm lắm, đừng chạy lung tung nào bé. Cái này mình chưa lường trước. Một cơ zip o có thể giết chết một người chơi. Để có thể phá bỏ ngôi nhà của cô bạn gái đen xì này, tôi đã nuôi dưỡng rất nhiều cơ zip o và thiết kế một cỗ máy vận chuyển cơ zip o. Chỉ cần kéo cần gạt xuống, cơ zip o sẽ bị con mèo này dọa và chạy theo hướng tôi thiết kế, sẵn sàng phá hủy những mục tiêu tôi muốn để không cho thoát. Tôi còn đặt một cơ quan chặn cửa nhà của bạn gái. Tuy nhiên có một vấn đề ở đây, nhà bạn gái tôi có một bồn tắm. Thế là tôi đến nhà cô ấy và xem xét tình hình cụ thể của cái bồn tắm như thế nào. Tôi đã nghĩ ra và làm việc suốt đêm, giờ chỉ đợi cô ấy về. Đây rồi, cô ấy đang vào nhà chuẩn bị bật công tắc thôi. Nhà em tối qua bị cơ zip tấn công nổi tung rồi. Tại sao lại thế này được nhỉ? Em nghĩ rằng trò chơi có vấn đề, phải báo cáo nó mới được. Như các bạn đã biết, nhập lệnh này có thể triệu hồi những cái đe từ trên trời rơi xuống. Hôm nay tôi sẽ sử dụng các lệnh để thử thách Đạt 09 xem liệu anh ấy có thoát được không. Bắt đầu nào, chết đi này Đạt 09. Cái quái. Đạt 09 đang đứng trêu người tôi đây. Sẵn sàng chết đi này. Cái gì vậy? Hay cả. Tôi phải thừa nhận rằng thằng Đạt 09 này cũng giỏi đấy. Nhưng lần này sẽ khác. Tôi chưa bao giờ thua đến 3 lần. Được lắm. Để xem lần này chạy đi đâu. Hãy đợi đấy. Chạy hộ tao cái. Hôm nay tôi và Đạt 09 chạy bộ và phát hiện một viên kim cương. Nhưng xung quanh đều là vực, chỉ một sai lầm là trả giá ngay. Vì thế tôi muốn độc chiếm viên kim cương này. Tôi phải giết thằng Đạt 09 này. Tôi phải giả vờ mới được. Đạt 09 ơi, có thể cho mình viên kim cương này được không? Muốn chết hả? Xem ra dùng mỹ nhân kế không ổn rồi. Vậy thì hôm nay chỉ có một người sống sót. Kể cả nếu tôi có ngã, tôi sẽ triệu hồi một lượng lớn chất nhờn để sống sót. Viên kim cương này phải là của mình. Hay lắm, chơi trang bị vũ trang hả?
Con à, con đã nhìn thấy ta, vậy mà con vẫn không tin trên thế giới có người có siêu năng lực sao? Không nhiều người có siêu năng lực, tính cả con thì có tổng cộng 5 người. Vậy có nghĩa là chỉ cần tôi lấy đi 3 siêu năng lực mạnh nhất, tôi sẽ bất khả chiến bại trên thế giới. Chỉ cần tôi tìm được một kẻ mạnh và kết hợp với họ, bạn và tôi, chúng ta sẽ bất khả chiến bại trên thế giới này. Siêu năng lực của anh chàng này sẽ tăng cường nâng cao cho những siêu năng lực khác. Ba chúng ta hợp lực, chúng ta sẽ là những người bất khả chiến bại. Ở kia kìa, siêu năng lực của anh chàng này, đó là vô hiệu hóa siêu năng lực của người khác. Bốn người chúng ta hợp lực, chúng ta sẽ làm sao? Bất khả chiến bại. Siêu năng lực cuối cùng là đây. Anh em hãy chuẩn bị chiến đấu nhé. Siêu năng lực của anh chàng này là sao chép siêu năng lực của người khác. Chúa ơi, có phải ngài đang chơi chúng tôi phải không? Nếu bạn ở sa mạc đang chết khát, bạn sẽ uống cái nào? Một máu của người, hai mồ hôi của bản thân, ba nước tiểu, bốn nước độc, năm nước biển, sáu nước rửa chân, bảy tiếp tục chờ mưa. Câu hỏi này khó đấy, tôi nghĩ chắc chờ mưa. Ai trực trong đợt Tết này tăng lương gấp 3 lần? Ngày mai bắt đầu những ai đăng ký giơ tay? Tôi đăng ký sếp. Tốt lắm, anh Dancy. Bạn không về quê ăn Tết sao? Lương gấp 3 đó, một ngày được 2 triệu, tôi sẽ trả 500 nghìn để thuê người trực. Vậy là tôi vẫn được 1 triệu rưỡi. Bố ơi, có người bắt nạt con ở trường, nó còn chửi nhà mình nữa. Đừng bận tâm con, có thể họ đang đùa giỡn với con thôi. Ừ, ba nội đâu rồi bố? Ừ nhì, vừa rồi vẫn ngồi ở đây mà. Dám bắt nạt cháu của bà sẽ cho bọn mày lo đòn. Ông ơi, bạn gái cháu đã đồng ý kết hôn. Tốt quá rồi, nhưng cô ấy có một điều kiện. Điều kiện gì ông có thể giúp cháu? Cô ấy nói một là cho cô ấy 100 củ, hoặc là hát cho cô ấy. Bài hát là gì? Ông sẽ dạy cháu hát. Cháu chưa nghe nó bao giờ. Nó bắt đầu bằng chữ ti. Tình đơn côi phải không? Không phải bài đó ạ. Tình khúc vàng? Không phải bài hát cũ đó ông nội. Thế rốt cuộc là bài gì hả? Để cháu nhắn tin hỏi. Đây rồi ông nội ơi, đó là bài Thất Tình. Tưởng bài nào? Ông dạy cháu nhé. Tài khoản của bạn đã được cộng thêm 100 củ. Nhìn bạn đúng như là một kẻ biến thái. Nhìn đây, đến lượt bạn đó số 2. Muốn như nào nói đi? Tôi sao? Mẹ của bạn đã không còn rồi. Bạn có muốn đi cùng bà ấy không? Tôi không muốn đi với mẹ tôi. Thật là đứa con tồi tệ, chết đi này. Còn bạn thì sao? Đứa số 3 kia. Mẹ của bạn đã đi rồi. Bạn có định đi cùng mẹ mình không? Tôi khác với anh ấy. Tôi là một người con hiếu thảo. Tôi sẵn lòng đi cùng mẹ tôi. Tốt lắm, bạn là người con hiếu thảo. Hãy làm điều bạn muốn. Được thôi, vậy thì tôi sẽ giúp bạn tọa nguyện. Hay lắm, bạn đúng là một kẻ biến thái. Nói nhiều quá. Con gà này, nhìn cái gì đó hả? Ngươi là con gà của gia đình này phải không? Sao, cũng muốn được thoát khỏi kiếp con gà hả? Diệt cỏ phải diệt tận gốc. Hãy để ta giúp ngươi. Thanh kiếm này của tôi sẽ không chém kẻ yếu. Nhưng tôi vẫn còn một con dao bé này. Cậu bé ngoan, chỉ cần nhắm mắt lại sẽ không hề đau chút nào. Làm phát bên phải nữa cho chắc ăn. Làm phát ở giữa nếu trái tim sinh ra lệch. Nhóc ở đằng đấy à? Ra đây đi, bác hứa không làm gì đâu. Bác đến bảo vệ nhóc đây. Hôm nay chúng ta cùng làm món đầu kiều sốt hành này nhé. Chết đi này. Hôm nay chúng ta sẽ làm món đầu dân làng sốt hành. Đầu tiên hãy bỏ hạt tiêu cất kiều vào. Tiếp theo đổ thêm mỡ kiều nóng hổi. Thêm chút giấm hành. Khuấy thật đều thật kỹ. Sau đó, đổ nước sốt thần thánh này lên đầu dân làng. Đổ thật chậm để cho nước sốt ngấm từ từ, cho đến khi đầu đổi màu và ăn thôi. Này đọc tin nhắn đi đạt 09, tôi vừa gửi cho bạn đoạn video sáng nay quay được đó. Trong đó là cảnh mọi người xếp hàng nhảy sông tự tử không thành. Ui giời, lại mấy cái video xàm xí đủ chứ gì. Được rồi, để tí nữa rảnh thì xem. Vì năm nay tôi phải trực Tết lên, tôi phải đón Tết một mình. Vì để cho bản thân không thấy cô đơn, tôi bắt đầu nhân giống loài lạc đà alpha cắt huyền thoại. Chúng không nhiều, chắc tầm 200 con. Bọn chúng kêu giống như hàng ngàn con ruồi đang bay bên tai tôi vậy. Bạn có thấy gia đình tôi đông vui không? Chúc mọi người năm mới vui vẻ. Toang rồi, bọn chúng đang cãi nhau. Vậy là không còn sôi động nữa rồi.